Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video của buổi tối hôm nay, kênh Học Cờ Tú Online sẽ gửi tới các bạn một trận tranh tài rất hay đánh trên nền tảng chơi cờ nổi tiếng của Trung Quốc, Thiên Tiên Địch Kỳ vào ngày 6 tháng 7 năm 2021. Kênh sẽ giới thiệu tới các bạn và đánh đỉnh cao của danh thủ số 1 của làng cờ tướng Trung Quốc. Trong vận động này thì Vương là người cầm bên đỏ đi tiên. Anh chơi tấn công bằng phương án chạy qua cung pháo ngay, pháo 2 bình 6. Bên đen mã 8 tiến 7. Vương phát triển mã 2 tiến 3. Xe 9 bình 8. Binh 7 tiến 1 và tiếp theo lựa chọn phương án tam bộ hổ. Ngoài bên trên thì anh có thể phát triển đường cờ binh 7 tiến 1. Trong thực chiến của hình cờ thì bên đen xử lý bằng phương án tách pháo binh qua đường biên, pháo 8 bình 9 mở mặt xe. Bên đỏ vương mã 8 tiến 7. Bên đen nhấc xe 8 tiến 4 ngay. Xe 1 bình 2 và hai bên đấu xe cho bối cảnh như vậy. Mã 3 thoái 2 và tiếp theo phương án cờ khởi mã đường biên. Ngoài bên trên thì bên đen của tay cờ tầng hồ có thể phát triển hệ thống cờ binh 7 tiến 1. Đây là cái bối cảnh có phần tốt hơn. Ở trong hình cờ thực chiến của ván đấu này thì bên đen quyết định phương án cờ mã khởi đường biên, mã 2 tiến 1. Bên tiên vương binh 3 tiến 1 ngay. Bên đen nhấc hoành xe, vương mã 2 tiến 3. Xe 1 bình 4 và tình huống cờ tự 7 tiến 5. Bên đen pháo 2 bình 3. Bên đỏ của vương nhấc vị pháo tiến 5. Lên tượng củng cố trung lộ và tình huống cờ pháo tầng 2. Mở được tấn công khá hay đến từ kỳ thủ hàng đầu của Trung Quốc. Bên đen nhấc xe qua điểm cao và trong hình bối cảnh này thì bên đỏ đi một hình cờ rất đẳng cấp. Thể hiện cái bản lĩnh chơi cờ số 1 của mình. Vương lập tức cho nhảy mã 7 tiến 6 ngay, phế mã để tấn công. Bên đen rõ ràng là không thể dùng xe chém mã, bởi nên như vậy thì bên tiên có tình huống cờ tách con pháo 8 bình của lộ lục ngay để bắt chết xe của bên đen. Hình cờ như vậy rõ ràng là bên đen sẽ bị mất xe sớm và thua nhanh. Trong thực chiến của trận cờ thì bên đen phải lập tức chạy xe đi, xe 4 bình 2. Bên tiên vương tách pháo bình qua lộ 7, binh 7 tiến 1. Bên đỏ không vội vàng ăn tốt qua, lập tức cho binh 7 tiến 1 ngay để có thể đánh xe. Các bạn thấy được thì bên đen đã phải lập tức chạy xe, xe đến 1. Ngoài ra trong bối cảnh mà lựa chọn biến hóa xe 2 bình 3 là sao? Khi đó thì bên tiên sẽ có tình huống cờ tách con pháo 6 bình của lộ 7 ngay. Các bạn thấy thì bên đen thì mất quân trong hình cờ như vậy. Và xe có bình qua để bắt lại mã thì bị vật ngay. Tiếp tục vật qua bắt con mã lộ 7. Trong thực chiến của trận cờ thì bên đen đã xử lý bằng phương án cờ xe 2 tiến 1, chạy xe vào mã. Bên đỏ tiếp theo cho thoái mã bắt xe. Xe 2 tiến 1 và tới hình cờ trên mới là lập tức phương án cờ binh 3 tiến 1 để làm méo tượng của bên đen. Bên đen tượng 5 tiến 7 và vương 7 mã bắt xe. Và xe mất nhịp thoái về. Thoái về lộ 4 để nhóm tượng. Các bạn thấy được thì bên đen đã không dám thoái tượng về. Trong hình cờ mà thoái tượng về thì sao? Khi đó thì bên đỏ có thể trực tiếp đi binh 7 tiến 1 ngay. Mã 1 không thể tiến 3 bởi đi như vậy là mất pháo. Trong hình cờ mà đen có dùng pháo để vượt qua pháo thì vẫn bị bên đỏ có cơ hội bình con xe 9 chạy qua lộ 7 ngay. Hình công của bên tiên cũng khá mạnh. Trong thực chiến của trận cờ thì bên đen chấp nhận phương án cờ mất tượng trong hình cờ như vậy, lập tức cho binh 3 tiến 1. Bên tiên vương thiết mã 4 tiến 3 để chấm gãy tượng ngay. Sĩ sau tiến 5, vương nhẹ nhàng cho hạ mã về. Mã 3 thoái 5, thoái về vị trí đầu tốt trung tâm. Xe 9 bình 7. Bên đen tượng 3 tiến 5, tránh mất tốt. Bên đỏ của vương bảy mã tấn công. Khá nguy hiểm cho nên trong thực chiến của trận cờ, bên đen đã phải nhấc sĩ qua để làm cản đường công của bên tiên. Vương xe 7 tiến 3. Bên đen cho thoái pháo về. Bên đỏ, binh 5 tiến 1 vừa mượn lực để có thể chuyển làn cho đường xe, đồng thời ngăn đường phát triển của con xe của bên đen ở lộ 2. Pháo 9 bình 7. Vương chạy xe qua đường 2. Sĩ 4 tiến 5 và anh tiến tiếp đường cờ
tiến xe. Mã 7 tiến 6, thoái về, chém tốt và tình huống cờ xe bình bộn để tấn công. Bên đen đã phải cấp tốc cho thoái xe về phòng thủ. Tình cờ như vậy cũng là khá chu toàn dành cho bên đen mặc dù đang đứng ở cái thế kém hơn. Bên đỏ vương bay mạng tấn công. Mã 2 tiến 1 có thể đe dọa cái thủ pháp mã 1 thoái 3 tấn công bằng vị trí nhảy mã ngoại tào. Bên đen trong bối cảnh này là phòng thủ khá sai lầm bằng hình cờ mã thoái 8 về. Tuy nhiên đây không phải biến 2. Ngoài bên trên thì có thể phát triển hệ thống cờ mã 1 tiến 3. Bởi bên đỏ có thoái chiếu thì bên đen vẫn còn tình huống cờ nhấc phó qua để cản đường công. Trong hình cờ thực chiến thì bên đen đã cho thoái mã về. Đây là hình cờ không hay bởi ngay sau đó thì bên tiên đã có tình huống cờ bất ngờ. Vương đã rẽ xe 4 bình 2 để bắt mã ngay. Bên đen mất nhịp chạy mã. Bên tiên cho thoái chiếu ngay. Các bạn thấy tướng không thể bình qua lộ 4 được. Tướng bình qua lộ 4 là thua bởi bên đỏ sẽ rẽ xe 2 bình 6 ngay. Trong thực chiến quyền cờ thì bên đen đã cho nhấc pháo cản đường. Pháo 6 tiến 1. Vương Anh thỏ pháo tấn công. Bên đen cho hạ sĩ về. Bên tiên vương tiến xe để nhóm sĩ ngay. Và bên đen đã xử lý bằng phương án cờ tách con xe 5 bình 4. Ngoài bên trên nếu mà củng cố sĩ thì sao? Đi như vậy thì không được bởi bên đỏ sau khi qua bên đen có bình tướng quan để bắt pháo thì bên đỏ phải thoái pháo về ăn mã ngay. Trong thực chiến quyền cờ thì bên đã phòng thủ bằng biên hóa chạy xe bình 4 bắt pháo. Bên tiên vương tạt pháo qua đường biên tránh đòn. Bên đen tiếp tục thu xe về và bên tiên của chiến thần Trung Hoa lập tức dùng xe để chém xỉ ngay tạo thành thế thắng. Tiếp theo thoái xe mã. Bên đen xem bình 4. Bên đỏ phát triển thế công bằng mã 3 tiến 2. Mặc dù hình công của bên đỏ chưa phải là quá vượt trội với hai mã và một xe, tuy nhiên thì các bạn thấy được hệ thống xe phố mã của bên đen đứng vào một vị trí không đẹp, đồng thời đã bị mất sĩ, mất tượng. Ở trong thực chiến quyền cờ thì bên đen đã đi tình huống cờ binh 1 tiến 1 tiến tốt đường biên. Ngoài ra nếu lựa chọn biến hóa chạy tướng trước để cơ động con pháo thì sao? Khi đó thì bên đỏ hoàn toàn có thể thả mã 2 tiến 3. Các bạn thấy được thì bên đen cũng không thể chạy pháo trong hình cờ như vậy. Bởi nếu mà thoát đi, lập tức bị xe chém sĩ cũng là thua ngay. Trong thực chiến quyền cờ thì bên đen đã lập tức cho bình 1 tiến 1 tiến tốt đường biên để khơi thông lộ mã. Bên đỏ của vương nhẹ nhàng cho mã 2 tiến 3. Có thể bắt pháo của bên đen nhìn thấy trước. Tuy nhiên không thể có cách nào xử lý ổn thỏa cả. Trong thực chiến thì anh ta đi tiếp bằng mã 1 tiến 3 và bên đỏ chỉ chờ cấu vậy. Vương nhẹ nhàng cho mã 3 tiến 4 ngay. Bắt pháo và tạo thành thế hơn quân. Sau hình cờ trên trong thực chiến của ván đấu này thì bên đen đã cảm thấy không đủ lực để phòng thủ thành công, đã buông cờ xin thua trước sức tấn công rất hay đến từ bên tiên của danh thủ số 1 của làng cờ tướng Trung Quốc. Như vậy kênh Học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về ván đấu trên một trận cờ rất hay của danh thủ hàng đầu Trung Quốc đánh trong nền tảng chơi cờ nổi tiếng của Trung Hoa Thiên Thiên Tự Kỳ vào ngày 6 tháng 7 năm 2021. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.